Thưa cô bác, thưa bà con, thay vì trồng một loại sen, anh Nguyễn Văn Hạnh ở Thường Tín, Hà Nội đã trồng nhiều loại sen quý hiếm. Không chỉ là mới lạ, mà đây còn là mô hình mang lại thu nhập cho anh Hạnh mỗi một vụ lên tới hơn 30 triệu đồng trong 3 tháng. Sen Quan Âm, sen Tịnh Đế, sen Cung Đình, sen cánh đơn, sen cánh kép. Một khung cảnh thần tiên xinh đẹp được tạo nên từ hơn 9 giống sen. Những màu sắc, hình thái khác nhau đã hút hồn và in sâu vào ký ức người tham quan chỉ sau một lần nhìn thấy. Và có những cái loại sen mà mình thấy rất là hiếm ở chỗ khác có, nhưng tôi thực là đến đây rồi không muốn về nữa thì... Trồng sen để phục vụ nhu cầu tham quan và chụp ảnh. Đây là cách làm của anh Nguyễn Văn Hạnh ở Thường Tín, Hà Nội. Với 50.000 đồng tiền phí, người chơi hoa có thể được ngắm sen, thưởng thức trà sen, chụp những bức ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc trong cuộc đời mình. Mỗi ngày vào mùa sen, đầm sen sẽ đón từ 50 đến 100 người tham quan. Đồng khách, một ngày anh thu tới 5 triệu đồng. Ở xung quanh nhà mình này thì nó lại quá nhiều rắn rết. Đâm ra mình mới bảo rằng thôi dọn đi cho nó sạch để mình trồng vào. Thì không may có một cái anh nhiếp ảnh. Anh bảo rằng là thôi chú làm đi, tiện thể thì làm luôn đi. Anh ấy ủng hộ cho. Thế là bắt đầu là mình mới bảo ừ thì thôi anh ủng hộ em thì em lại làm tiếp tục để cho các bác vào chụp ảnh. Ngoài nguồn thu từ dịch vụ thì đây còn là nguồn thu khác của gia đình anh. Hoa sen được anh cắt bán với giá 30.000 đồng một chục. Còn những chậu hoa Quan Âm, Tịnh Đế được anh nhân giống bán. Tùy theo từng loại giống mà có giá khác nhau, mỗi năm anh Hạnh thu về khoảng 40 triệu đồng từ những chậu hoa này. Cái giá bán cái chậu này, nói thực ra là nó có hoa, là bán thường thường là 250 một chậu. Đây còn bình thường, ấy, nó mà nếu mà nói về bán buôn ấy, thì nó chỉ hơn 100.000 một chậu thôi. Còn đâu là mình bán lẻ này cho người chơi. Thì người thì mình lấy 250, cái nó tùy từng chậu. Nếu mà như là một cái bông viền hồng chẳng hạn, một chậu viền hồng chẳng hạn, thì là mình bán nó lại là khác đi. Đấy, chẳng hạn như là 250 hoặc 200 hoặc là 150 một chậu. Độc đáo, phong phú về màu sắc và chủng loại giống sen là định hướng phát triển đầm sen du lịch của anh Hạnh. Để có được điều này, anh Hạnh đã tiến hành mua giống từ miền Nam và Thái Lan trong suốt một năm đầu. Chi phí cho 300.000 m2 diện tích ban đầu lên tới gần 5 triệu đồng, chưa kể phí vận chuyển. Sen trên đầm được trồng theo từng hàng, trải dài theo từng giống và màu sắc đan sen đỏ trắng. Sau 4 năm nay, màu sắc hoa trên đầm càng phong phú hơn khi diện tích sen được nhân rộng lên từ 3.000 đến 8.000. Ý tưởng của mình là thế này này. Mình cũng như mọi người cũng muốn rằng là chụp một cái bông đằng này chẳng hạn như là một bông đỏ chẳng hạn thì quay lại đằng này lại chụp được một cái bông trắng. Đấy, nó không phải là mất công đi nữa. Cái thứ hai là có cả viền hồng bên cạnh chụp luôn. Đấy là tất cả các cái loại đấy là mình muốn xen vào để cho mọi người chụp không phải đi nhiều. Ngồi một chỗ hoặc đứng một chỗ chụp được hoặc bao nhiêu kiểu bông hoa từng loại một. Các cái giống đấy thì mình tìm tòi mọi nơi. Điểm đặc biệt của mô hình hoa sen chính là việc di chuyển trên đầm sen. Những chiếc cầu tre được bắc trên đầm đã giúp du khách đi lại thuận tiện, gần sen hơn, an toàn hơn là lội nước. Mình làm cầu thì là nó không tốn kém bằng mình đi mua một cái thuyền thúng. Nên mình làm cầu này nó thuận tiện nhất cho cái công việc của mình làm. Mà đi thuyền vào là nó lát hết cả sen. Với cách làm độc đáo và hiệu quả, mô hình trồng sen của gia đình anh Hạnh được trạm khuyến nông Thường Tín, Hà Nội đánh giá cao. Với cái đầm sen này là tôi thấy nó có một cách làm riêng biệt của những cái người nông dân. Họ đã nhân ra những cái giống sen mới. Ở đây tổng thể đây là có 12 giống với nhiều cái màu sắc sặc sỡ, là một trong các cái mô hình mà nó có cái tính riêng biệt của họ. Đây người nông dân họ làm cả những cái cây cầu để cho khách tham quan đến có thể đi được vào giữa đầm sen, tham quan ngắm nhìn những cái bông sen và chụp ảnh. Mặc dù là họ không thu đài sen họ bán nhưng mà họ chỉ cho thuê để người khách du lịch đến tham quan chụp ảnh thôi. Mỗi một
ngày họ cũng thu được khoảng một vài triệu. Theo anh Phúc, huyện Thường Tín có rất nhiều diện tích trồng sen nhưng vẫn manh mún chưa có quy mô lớn như gia đình anh Hạnh. Nếu bà con muốn mở rộng đất trồng sen thì cũng nên thực hiện theo quy hoạch của địa phương, dựa theo đặc điểm sinh thái, vị trí địa lý của vùng đất để xây dựng mô hình trồng sen có hiệu quả cao.